Là trong cái việc mà xây dựng nhà đồng đội cho lực lượng công an có nhiều là hoàn cảnh khó khăn, để từ đó anh em công an là coi như là được sự quan tâm của là các tổ chức chính trị xã hội, của lãnh đạo, để công an là an tâm công tác phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua chương trình thắm tình đồng đội, ấm lòng dân, các mạnh thường quân và công an các đơn vị địa phương đã quyên góp ủng hộ vào sổ vàng nghĩa tình đồng đội của công an thành phố gần 600 triệu đồng. Thông qua những việc làm và nghĩa cử cao đẹp của chương trình đã giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về lực lượng công an. Không chỉ làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng. Điều này đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Hôm nay tôi được là hân hạnh là được là bên công an huyện có thơ mời đến để